Đi chơi, đúng rồi. Cháu không ba câu chịu đi học. Đây đâu có đi học đâu. Hello cô chú anh chị, sáng nay, hôm nay cuối tuần hết mọi người. Hôm nay cả nhà Kim sẽ đi vô trung tâm Liverpool mọi người. Ba Chi muốn để tìm mua quà sinh nhật cho ba Chi hả cô chú anh chị. Tháng này là sinh nhật ba Chi. Bao nhiêu tuổi thì đến ngày sinh nhật Kim sẽ quay hả mọi người. Là bật mí là ba Chi bao nhiêu tuổi hả cô chú anh chị. Hôm nay anh sẽ vô trong trung tâm Liverpool để ảnh chọn một cái món quà sinh nhật ảnh mà từ bữa tới giờ đó là anh đã lên mạng anh xem rồi cô chú anh chị. Bây giờ còn sớm hả cô chú anh chị, mới 9 giờ rưỡi thôi mọi người. Thì Kim sẽ đi ăn sáng trước cô chú anh chị, xong rồi tại vì cái shop đó tới 11 giờ mới mở cửa. Hôm nay chủ nhật á là mở cửa hơi trễ hả cô chú anh chị. Đó là trường Đại học Liverpool hả cô chú anh chị. Dài ra trong đó luôn đó mọi người, những cái tòa trong đó đó là Đại học Liverpool luôn đó cô chú anh chị. Sáng nay trời nắng mọi người. Hôm nay thấy là dự báo là có mưa, vài đợt mưa nhưng mà không biết sao sáng thấy là nắng đẹp đó, nhưng mà có 4 độ thôi cô chú anh chị. 4 độ là cũng ấm áp hơn mấy bữa trước rồi đó mọi người. Ở trong đó là trung tâm Liverpool hả cô chú anh chị. Đã gửi xe rồi mọi người, bây giờ sẽ đi bộ vô trong đó. Nhìn cứ tưởng là trời ấm áp hả cô chú anh chị, nhưng mà lạnh lắm mọi người. Lạnh quéo luôn á. Ở trong đây là khu shopping, trung tâm mua sắm đó cô chú anh chị. Sáng chủ nhật vẫn còn vắng đó mọi người. Liverpool FC, ở đây là bán những cái đồ thể thao của đội bóng Liverpool đó cô chú anh chị. Như là đồ áo khoác, áo thun, nón. Còn những cái đồ lưu niệm mà có in cái chữ Liverpool FC với lại cái logo của bóng đá nè cô chú anh chị. Sáng chủ nhật ra còn vắng lắm mọi người. Thường sáng chủ nhật là người ta sẽ thích ngủ trễ, nằm nướng ở trên giường á. Sáng là lạnh lạnh nữa. Với một phần nữa là ngày chủ nhật thường là những cái shop hoặc là những cái cửa hàng đó người ta cũng mở cửa trễ hơn ngày thường nữa cô chú anh chị. Đây là 9 giờ mấy mà vẫn còn đóng cửa hết trơn cô chú. Chưa có mở cửa luôn mọi người. Bây giờ thì chỉ có những cái quán cà phê hoặc là những cái nơi mà mở đồ ăn sáng đó là mở cửa thôi. Đây là cái shop này một chút nữa chi. Cái shop này chút nữa tôi nên sẽ vô đây mua đồ nè cô chú anh chị. Ở Liverpool thì đây là cái cửa hàng lớn nhất bán những cái đồ thương hiệu nổi tiếng á mọi người. Đây mọi người thấy là bây giờ sáng vẫn còn đóng cửa cô chú ơi. Đây nè, những cái này cửa vẫn chưa mở nữa mọi người. Hôm nay chủ nhật mở trễ lắm. Sáng ra trong trung tâm này vẫn còn thưa thớt một chút nữa, trưa trưa lên là đông chặt cứng cái con đường này luôn đó cô chú anh chị. Đây giống như là trung tâm mua sắm luôn đó mọi người. Em Chi là sáng ra được đi chơi nhảy chân sáo nè cô chú ơi, vui quá trời vui. Hả Chi hả? Chi lâu lâu đi vô trung tâm giống như là ở dưới quê mới lên thành phố vậy đó cô chú anh chị. Đây là khu Chinatown hả cô chú anh chị. Đây vừa vô đây là thấy có đèn lồng nè mọi người. Trên cái con đường này nè là có nhiều quán ăn nhà hàng. Có một cái quán phở Việt Nam ở dưới đây hả cô chú anh chị. Không phải Việt Nam nhưng mà chủ không phải là người Việt Nam mọi người. Thấy Kim thấy người Tây không à.
Đường này có quán Nhật, quán Thái, quán Tàu, quán Việt. Gần 10 giờ rồi mà hàng quán vẫn còn đóng cửa đó mọi người. Vẫn còn vắng lắm nè. Nãy vô quán là quá đông mọi người. Ở trên tầng trệt đó là không có chỗ ngồi. Nên đi xuống đây là giống như tầng hầm vậy cô chú anh chị. Dưới đây không có cửa sổ, không có gì hết. Nước cà phê hả cô chú anh chị? Kim uống cái flat white này nè. Flat white này là 3 đồng 65, là khoảng 120 ngàn á cô chú anh chị. Đây nè ha. Ở trong cái này Kim thấy có Babicino. Babicino giống như là mạ cà phê cho trẻ em đó cô chú anh chị. Đây có là Puppacino, giống như là cà phê mà cho mấy con chó, con cúng là Puppa, giống như Puppy gì đó mọi người nè. 2 đồng 60 ngàn một ly cà phê cho con chó đó cô chú anh chị. Kim ăn sáng ngọt hả cô chú anh chị. Cái này là có bánh rán nè, trái cây tươi, kem. Và có cái này là giống như là maple syrup. Anh Chi nè. Anh Chi có xúc xịt bacon. Này của ba Chi. Giờ là ba Chi là full English breakfast của chú anh chị. Cái phần của ba Chi là 14 đồng. 14 bảng Anh là khoảng 4312, 420 ngàn. Cái phần của Chi là cũng 390-300 ngàn hả cô chú anh chị. Cái phần của Kim là 330 ngàn. Chỗ này là lần đầu tiên nhà Kim ăn sáng ở đây hả cô chú anh chị. Ba Chi nói là ăn cũng bình thường chứ không có ngon mọi người. Nhưng mà tính ra ba người ăn, Chi là em bé ha, mà 40 mấy bảng Anh thì tính ra nó cũng mắc đó cô chú anh chị. Nếu mà cái giá này mà đồ ăn ngon á thì ok, nhưng mà đồ ăn nó cũng bình thường thôi, nó không có ngon cô chú anh chị. Ở Anh bây giờ cái gì cũng lên giá hả cô chú anh chị, ở Anh nói riêng và ở hình như là cả thế giới Việt Nam mình lúc mà Kim về quê đó, giá cả cũng leo thang, cũng lên rất là cao hả cô chú anh chị. Cái gì cũng đắt đỏ hết trơn á. Ở bên này cũng vậy đó mọi người. Buổi sáng đi ra ăn sáng không là hai vợ chồng một đứa con hết 40 mấy 50 đồng, là do cái quán này đã bán mắc đó cô chú anh chị. Chứ bình thường nhiều khi ăn sáng ở gần chỗ nhà Kim hoặc là nhiều khi mình đi khách sạn đó, mình ăn sáng nó cũng không có giá đến như vậy, nhưng mà đồ ăn nó ngon hơn và nó nhiều hơn đó mọi người. Lúc trước lúc mà Kim mới làm YouTube đó là Kim đi ăn đi uống hay là Kim mua đồ gì đó, Kim hay review, Kim nói giá ra luôn. Kim nhớ là có người comment nói là Kim khoe khoang này nọ, nhưng mà thật ra là không phải khoe khoang hả mọi người, mà Kim chỉ muốn review giá cả xem cái cuộc sống ở bên này nè, mức sống và giá cả ở Anh thì nó như thế nào so với những cái nước khác ha cô chú anh chị. Nếu như mà có cô chú anh chị nào mà muốn Kim review đi mua hoặc đi ăn uống cái gì đó mà review giá cả luôn thì cho Kim xin một cái comment ha mọi người, để những video tiếp theo Kim sẽ làm như vậy ha. Tại vì Kim sợ có nhiều comment trái chiều đó, mình đọc xong á cái làm cho mình có cái cảm giác tiêu cực, cái là sẽ bị trùng xuống đó mọi người. Nhìn em Chi ăn thấy thương Chi kìa, bà cô chú. Bữa sáng của người Anh đó cô chú anh chị nhìn rất là khô khan mọi người, chỉ có bánh mì, thịt xông khói rồi xúc xích, không có rau rác, không có gì hết trơn á, nhìn khô khan lắm cô chú anh chị. Cái lối đi ở dưới tầng hầm hả cô chú anh chị. Cái quán này chiều ngang cũng nhỏ hả mọi người. Nếu như mà không vô trong đây là không biết ở trong đây có cái dưới tầng hầm này luôn đó cô chú anh chị. Nhưng mà quán này sáng ra Kim đến là rất là đông luôn, không có ghế ngồi ở trên đó cô chú anh chị, đến bây giờ cũng còn đông nữa nè. Ăn sáng xong rồi hả cô chú anh chị? Bây giờ là gần 11 giờ rồi mọi người. Ở trên đường đã có nhiều người đi hơn đó cô chú anh chị. 11 giờ thì cái cửa hàng đó mới mở cửa hả cô chú anh chị. Bây giờ đi qua đó là vừa luôn.
Đi bộ ở đó khoảng 5 phút thôi cô chú anh chị. Tam Chi nè, Tam Chi nhảy chân sáo nè cô chú ơi. Ơi, té mà giờ con à. Chưa? Em Chi hí ha hí hửng nè cô chú anh chị ạ. Bây giờ đang ở tầng này là tầng của nữ ha mọi người. Nãy giờ Kim đã chọn đồ được rồi, bây giờ sẽ đi lên tầng trên cho ba Chi. Hôm nay là đi mua đồ cho ba Chi mà cuối cùng Kim cũng ké được một cái túi xách đó cô chú anh chị. Quá trời em Chi rồi cô chú ơi. Rồi đi xuống đi con, đừng có để cái đôi giày lên nha. Oh my god. Vậy xí. Cái đôi giày này giống giày của Kim nè, mà này của Nam á cô chú chị ha, mất đó. 690 bảng Anh là khoảng 21 triệu á mọi người. Này giống như là giày đế đỏ đó cô chú anh chị. Đôi giày đế đỏ nè. Cái giày thể thao ở dưới đây cái đế nó cũng đỏ luôn á cô chú anh chị. Em Chi nè, em Chi em nằm ở đây em. Rồi chị roll over đi. Giở tay lên, roll giống như là in the gymnastic đó, roll qua bên kia. Roll qua bên kia. Quà sinh nhật cho ba Chi đã xong rồi đó cô chú anh chị. Bây giờ sẽ đi về, hôm nay chủ nhật thì hai anh của Chi chỉ đến cái buổi chiều thôi cô chú anh chị. Giờ về để đón hai anh của Chi lúc 1 giờ
Xong rồi sẽ cho các bạn nhỏ đi bơi. Em Chi muốn đi bơi hôm nay hả mọi người? Trời đã ấm lắm rồi đó cô chú anh chị, bây giờ buổi trưa là được 10 độ mọi người. Hôm nay trời nắng đẹp ha. Giờ sẽ đi về đón hai anh Chi Chi xong rồi đi bơi luôn cô chú anh chị. Có hẹn với cái anh thợ xây nhà đó lúc 1 giờ rưỡi mọi người. Nhưng mà hôm nay bây giờ chở mấy đứa nhỏ đi bơi luôn rồi. Hẹn mấy anh đó lại là buổi chiều tối á. Cái anh đó cũng là bạn của Tony luôn cho nên là cũng dễ ha cô chú anh chị.